Theo lời Phật dạy, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay cứ cầu sẽ có, mà là do gieo nhân lành, gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người hoàn toàn do chính người đó quyết định. Đức Phật chỉ ra bốn đức tính của người có phúc dày. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng chiêm nghiệm xem chúng ta có mang đức tính nào không nhé. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu: ba phần số mệnh, bảy phần nỗ lực. Bảy phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra bốn đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu: bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc dày. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu: ở hiền gặp lành, cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn, và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình.
Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình. Dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi, đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại, đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc vậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời mùa xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng
hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thánh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc, phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình, bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc vậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương.
Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ. Cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay, không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than: "Nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn." Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu hiển nhân liền thề với vua: "Nếu ta về rồi mà sau này không đón con về, thì mắt ta sẽ bị mù." Đến khi Hoàng Thái Hậu được về cung, mới biết em trai của nhà vua là Tống Cao Tông không hề có ý định đón anh mình trở về. Hiểu được ý này của con trai, trong lòng bà vô cùng buồn phiền, nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra, vì sợ làm trái ý của cậu, thì có khi mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, Hoàng Thái Hậu bị mù mắt. Mọi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Về sau có một đạo sĩ giỏi vào cung, ông dùng kim vàng khêu vào mắt trái của bà, mắt liền sáng tỏ. Hoàng Thái Hậu vui mừng khôn xiết, bà cầu xin đạo sĩ chữa luôn mắt bên phải. Thế nhưng đạo sĩ từ tốn đáp lời: "Dạ thưa, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt
phải giữ cho đúng lời thề. Bà nghe xong, người như chết lặng, cảm thấy kinh sợ vì đạo sĩ biết được lời hứa của bà trước đây, liền đứng dậy cảm tạ, thì đạo sĩ đã đi mất rồi. Bài học trong câu chuyện này là hoàng hậu hiểm nhân, cho dù hoàn cảnh không cho phép nên đành phụ lời hứa của con trai. Thế nhưng điều đó không thể tránh được việc bà phải gánh chịu hậu quả của việc không giữ trọn lời thề. Câu chuyện trên cho thấy xem nhẹ lời thề, đừng tưởng không ai biết. Trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Thế nên bản thân sẽ phải gánh chịu đúng những gì mình đã nói ra. Bài học thứ hai là điều mình không làm được thì đừng hứa. Trên đây là câu chuyện quả báo thất hứa, có cái kết rất đáng sợ khiến cho chúng ta không thể ngó lơ. Thế nên nếu có thể thì tốt hơn hết, nên cần tránh hứa suông. Trong cuộc sống này có rất nhiều việc cho dù mình cảm thấy vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn có ít nhất 1% không trở thành hiện thực, không diễn ra theo những gì mình muốn. Thế nên với mọi điều chớ nên vội hứa. Cứ nói rõ một số nguy cơ có thể xảy ra, nhưng không như mong muốn. Tuy nhiên bản thân sẽ cố gắng nhất có thể, không dùng lời hứa hay lời thề nào cho bất cứ việc gì. Một trong thập thiện nghiệp của Đạo Phật có nhắc nhở chúng ta chớ nói dối, vì những gì chúng ta nói ra rồi thì không bao giờ rút lại được, lại gây hậu quả nặng nề. Có một câu chuyện cách đây hơn 30 năm ở Đài Loan, nói về một khu chợ giải rằng do thời ấy nghèo nên nhiều người chở hàng đi bán rong. Có một lần nọ, có một anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ liền bu đến xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về. Thế nhưng khi kiểm hàng, người bán phát hiện bị mất một sấp giải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau: tôi mà có lấy giải thì sau này sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta chuyển đến Kim Môn sống. Một ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Sau đây là những tác dụng của việc tôn trọng sự thật. Khi bạn giữ cam kết với lời hứa của mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây. Được mọi người tin tưởng, những người tôn trọng sự thật ắt sẽ được người trọng nể, tính cậy, không ai quán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một điều gì thân tín, niềm nở tiếp đón. Nhất là trong công việc, họ thường là người chân thực, đáng tin, nên được cấp trên giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc sống của họ vì thế mà được no đủ, an vui. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Theo lời dạy của Khổng Tử, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin, nhân vô tính bất lập. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. Những cá nhân biết nói lời thành thật thì gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, tạo ra kết quả tốt đẹp với sự chung sức đồng lòng. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân của dối trá là ích kỷ mưu mô, sẵn sàng hại người để thỏa lòng tham u tối của mình. Họ không bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của người khác khi bị lừa dối. Họ đau khổ, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tán gia bại sản. Ngược lại, người thật thà, chân thành trong từng câu từng từ sẽ mang tới cảm giác an ủi cho người đối diện. Một khi lòng từ bi được trải rộng thì ai ai cũng cảm thấy bình an. Tránh nghiệp báo khổ đau nghèo đói. Thực tế là thất hứa không chỉ làm giảm uy tín mà còn là nguyên nhân của cả việc làm ăn thất bát. Nguy cơ cao
rơi vào tình trạng nghèo khó. Nếu bạn không có sự cam kết, nhân quả báo ứng khiến cho bạn hàng, đối tác cũng không giữ cam kết với bạn. Thế nên mới thường xuyên xảy ra những trường hợp người ta đặt hàng không lấy, hứa hẹn mua hàng xong không nhận, hẹn ngày trả tiền nhưng liên tục trì hoãn. Chúng sẽ khiến bạn lao đao trong kinh doanh, làm ăn thất bát, rơi vào nợ nần nghèo khó. Lời Phật dạy về làm giàu đã chỉ ra rằng người không giữ lời hứa sẽ nhận quả nghèo đói. Có một câu chuyện kể lại rằng một gia chủ cư sĩ với một sa môn Bà La Môn hứa sẽ cúng dường tôn giả thế này thế kia, nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa. Khi đi ra làm ăn buôn bán, người ấy luôn bị thất bại vì hứa mà không thực hiện, làm người khác thất vọng. Như vậy, quả báo của việc thất hứa là chúng ta sẽ thất bại, không đạt được điều gì cả. Hơn nữa, lời nói tuy không phải là dao, nhưng phải cẩn trọng, vì nó có tới hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào người khác, còn một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Do đó, Phật dạy, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người, nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá điêu ngoa. Tuy nhiên, có một số lời nói dối để cứu người hay vật vẫn là lời nên nói. Nói chung, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Phật dạy, cứ sống lương thiện, phước lành tự nhiên tới. Có một cách để đo cái phước của mình. Mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Người nào mà cứ kiên trì sống tốt, nhẫn nại tạo phúc, huân tập đạo đức vài năm rồi thì tự nhiên sẽ thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn, mọi việc nó hanh thông hơn, cái gì cũng được sắp xếp ổn thỏa, không cần mình quá nhọc công, toan tính nữa, và nhất là tình cảm của mọi người dành cho mình ngày càng nhiều, tâm thì sáng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Ngược lại, người nào quyết liệt làm ác, sống tệ bạc, không giữ giới hạnh thì bắt đầu xui rủi kéo tới, xui kỳ cục, gia tới dấp lui, đụng gì cũng bể đổ, làm gì cũng không thành, tính gì cũng trật nấy, rất bức bách trong cuộc sống và tâm không yên, và dần dần cô độc bất tài. Người có phước đức mới có thể sống. Có những dấu hiệu khó thấy, khó hiểu là sao? Người có phúc lớn lên rồi thì tự nhiên có duyên phước, gặp được những người có tâm, có đức, đến hỗ trợ và giúp mình vượt lên thân phận tầm thường mà trước đây mình không có. Tự nhiên khuôn mặt mình nó khác rất nhiều so với vài năm trước. Tự nhiên cảnh vật, mọi người quanh mình tốt dần lên mà mình không ngờ. Và đặc biệt là cái phước như ý túc bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Như ý túc có nghĩa là muốn gì được nấy. Ngày trước còn khó khăn, muốn mua một bộ đồ phải dắt óc nhịn ăn mới mua được. Ngày nay muốn mua là thoải mái mua. Ngày trước tâm cứ mong cầu khát khao được này được kia, nhưng thấy rất xa xôi và đều thất bại. Bây giờ tâm rất nhẹ nhàng, nghĩ thoáng thoáng về mục đích nào đó, tức là nghĩ vừa với cái phước của mình, thì tự nhiên điều đó thành tựu. Như mình muốn có xe thì tự nhiên có duyên phước có xe mới. Mình muốn có smartphone mới để làm việc, dù lúc đó không đủ tiền, nhưng duyên phước sắp xếp mình vẫn có một chiếc smartphone đúng như ý mình. Mình muốn có thêm cơ hội tạo phúc thì cơ hội mở ra sờ sờ trước mắt.
Một trong các dấu hiệu của phước là đúng ý mình. Người phước nhiều thì nhiều việc đúng ý mình, giống với mình nghĩ. Người phước ít thì nghĩ một đằng mà thực tế là một nẻo. Muốn làm điều này nhưng thật ra chỉ được điều kia. Chư thiên ở các cõi trời càng cao chừng nào thì phước như ý túc càng lớn chừng đó. Do các vị từ lúc ở thế gian là người rất rộng rãi, bao dung và dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sinh, nhưng là nhu cầu chân chính nha. Thích hành thiện, thích đức, không cho bỏ bất kỳ việc thiện nào, ham thích phụng sự, ham thích bố thí, ham thích cúng dường. Có một cách để đo cái phước của mình nữa là mình thử nghĩ về mục đích hay nguyện vọng của mình ở tương lai. Nếu tâm mình yên ắng, an ổn, thản nhiên thì điều đó có thể thành sự thật. Còn nếu tâm mình phấn khích, rối loạn, mù mờ hay mình tự trấn an bản thân về mục tiêu thì chưa đủ phước để thành tựu. Như có một người, sau một thời gian dài tận tụy cống hiến cho doanh nghiệp, tự nhiên xuất hiện cảm giác hình như mình sắp lên chức. Người ấy ráng chối bỏ cái ý nghĩ đó đi vì sợ là kiêu mạn, nhưng nó cứ nhẹ nhàng hiện ra trong tâm như thật, và chẳng bao lâu người ấy lên chức thật. Có người thì lười tạo phúc, lười làm việc, nhưng cứ hoang tưởng đến một ngày mình sẽ làm đại gia. Càng nghĩ càng điên loạn, càng nghĩ thì càng thất bại, vì trong cái hoang tưởng đó có cái kiêu mạn nữa. Người có phước đức thật sự là người như thế nào? Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Người có phước đức thường được hiểu là những người có dung mạo đoan chánh, xinh đẹp. Những người này có sự giàu sang quyền quý và sở hữu nhiều tài sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ít tai nạn, bệnh tật. Một số lại có địa vị xã hội cao quý và được mọi người quý trọng. Thật ra, đây chỉ là một chuỗi nhân quả của nhiều sự việc, hành vi, suy nghĩ và việc làm của người đó trong nhiều đời. Nếu xem đây là người có phước đức thì cũng chưa thật sự toàn diện và đúng đắn. Có lần Đức Phật cùng các vị tỳ kheo đi ngang qua một khu trang trại rộng lớn, thấy một ông chủ trại giàu có, khổ não, đau buồn vì bị mất những con bò. Đức Phật dạy: các ông có phước đức hơn ông chủ trại giàu có kia, bởi vì các ông chẳng sở hữu gì cả, chẳng có trói buộc gì cả. Còn ông nhà giàu kia luôn có đủ thứ để lo lắng, phiền muộn. Cuộc sống bình an chính là phước đức lâu bền nhất. Người có phước đức, Bồ Tát trợ giúp, chư thiên hộ vệ và chư Phật hộ niệm không phải là người không bao giờ gặp các tai nạn, khổ não và phiền muộn, mà những người này vẫn gặp các rắc rối, khổ não và đau buồn ở cuộc đời như những người bình thường khác. Nhưng có một cái khác biệt là thông qua những cái khổ như vậy, những người có phước đức thì họ giác ngộ, họ vượt qua được và có được sự hiểu biết đúng đắn, tức là có được chánh kiến. Những người không có đủ phước đức, trí tuệ thì họ đắm chìm trong khổ đau và đọa lạc trong cảnh giới bất thiện. Họ chẳng giác ngộ mà ngày càng chìm đắm sâu hơn trong cảnh khổ. Đây thực sự là điều khác biệt giữa người có phước đức và người không có đủ phước đức. Bề ngoài tuy có sự khác biệt về tài sản, về vật chất, về địa vị xã hội, nhưng những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Điều cốt yếu ở đây là tùy mỗi hoàn cảnh mà người sống, người có phước đức thì mỗi mỗi đều là có sự giác ngộ về hoàn cảnh, cuộc sống của chính mình. Phước đức ở đây chính là trí tuệ, để có thể thấu cảm và nhìn ra được sự thật ở trong chính cuộc đời của mình, và từ đó mà tăng trưởng thiện căn, phước lành và trí tuệ, hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền muộn, hạnh phúc và sướng vui. Cúi đầu, xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được. Xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh
đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu. Bốn loại phước đức. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có. Không có điểm nào là đáng phàn nàn, trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối, ông cứ rầu rầu nét mặt. Nhưng nhờ thiện căn đời trước, nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Đó là, thứ nhất, vợ ông sinh được một cậu con trai kháo khỉnh xinh xắn, không ai bì kịp. Thứ hai, trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng, đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khỏe mạnh. Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước. Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gửi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến thành công mỹ mãn. Vị trưởng giả hoan hỷ vô cùng. Ông nghĩ rằng đó là do chư thiên ban phúc cho mình, nên phải tập hợp gia tộc lại làm một bữa tiệc cổ cao lương mỹ vị cúng tế tạ ơn lòng tốt của chư thiên. Lúc ấy đương nhiên rất nhiều thiên dương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không thấy vị trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế đều âm thầm tán thán. Đức Phật Thích Ca cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà trưởng giả để nói kệ cát tường. Phúc đức trổ mạnh mẽ, niềm vui tới một lúc do phúc đức đời trước, nay đến lúc thành thục. Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật Thích Ca, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói: Ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn nên độ hóa được chúng sinh trong cả mười phương thế giới. Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên Ngài tới đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. Nói xong bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thượng hảo hạng ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng: Trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối, nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu không chịu biết đủ, tính toán chi ly, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại sự phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông. Trưởng giả nói: Năm tai nạn nguy hiểm ấy là gì? Đức Phật trả lời: Thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào. Thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp. Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự. Thứ tư là sinh con bất hiếu, tiêu phí khánh tận gia sản. Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm nạn trên, bất cứ tai nạn nào xảy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ, nếu có một người phạm tội với quan quyền thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu mà còn có thể bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng. Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ được tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là điều vô cùng hối hận, tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành, nên sau đó người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần. Trưởng giả nghe thế, sinh tâm chí thành, bố thí một cách quan hỷ. Đức Phật nói xong, cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật. Đồng một lúc ấy có một vị ngoại đạo tên là Bất Lăng Ca Diếp. Nghe nói Đức Phật chỉ thuyết có một câu kệ cát tường mà được vô số thảm nhung trắng, bèn sinh tâm ganh tị, tìm cách bắt chước làm thử. Nhưng ông không biết nói kệ nên đến xin Đức Phật dạy cho. Đức Phật biết trước
trưởng giả âm duyệt trong tương lai sẽ mất hết tài sản lẫn phúc đức trong cùng một lúc, nên dùng lời khéo léo để khuyên can ngoại đạo. Nhưng người này cho rằng Đức Phật không chịu dạy cho mình, nên cứ theo kèo này năn nỉ mãi. Đức Phật có đại thần thông, thấy nhân duyên kiếp trước của Bất Lan Ca Diếp, biết nghiệp chướng không thể tránh được, nên nói với đại chúng tại chỗ rằng: tội không tránh được, có nợ phải trả. Rồi Ngài nói lên bốn câu kệ khác thường dạy cho Bất Lan Ca Diếp. Không lâu sau, trưởng giả âm duyệt đã mất hết tài sản trong một trận quả thiêu. Rất nhiều ngựa con cũng chết cháy trong cùng một lúc. Đứa con trai quý bất hạnh yểu mệnh. Đồng thời có người ganh ghét xàm tấu ông với vua, nên bao nhiêu chức vị được phong thưởng ngày nào đều bị tước lại. Chưa hết, những con tàu của ông gửi đi kiếm kho tàng đều bị bão tố lật úp, và cả vốn lẫn lời đều chìm sâu trong biển cả. Đúng lúc ấy, Bất Lan Ca Diếp hồ hởi, phấn khởi đến trước nhà trưởng giả, mạnh miệng đọc to lên những câu kệ cát tường. Trưởng giả đang phiền não, không có chỗ để phát tiết, đột nhiên nghe những câu kệ cát tường, ngỡ rằng Bất Lan Ca Diếp cố ý chọc tức mình, nổi giận mặt mày đổi từ trắng ra xanh. Bất chấp hết thảy, thuận tay tóm lấy cây gậy dựng ngay bên cánh cửa, đánh Bất Lan Ca Diếp một trận túi bụi. Đáng thương cho Bất Lan Ca Diếp, trong thoáng chốc bị đòn đánh thân, cả người bầm tím mang đầy thương tích, bò lê bò càng đau đớn trở về nhà. Nhưng tuy vậy vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ ngỡ rằng tại Đức Phật không chịu dạy kệ cho rõ ràng. Lúc ấy Đức Phật đang ở vườn trúc La Duyệt Tri thuyết pháp. Ngài nói với đại chúng rằng: Bất Lan Ca Diếp hôm trước tới đây đòi ta dạy cho kệ cát tường, ta khuyên can mà không nghe, hôm nay lại đằng đó bị đả thương rồi. A Nan hỏi Đức Phật: Bất Lan Ca Diếp làm gì trưởng giả kia có nhân duyên gì với nhau mà bị quả báo ấy? Đức Phật nói: đó là tại có một nhân duyên rất lâu xa về trước. Thời ấy có một ông vua tên là Âm Duyệt. Một hôm vua đang ngủ trưa thì có một con chim anh vũ bay lên trên mái cung đình mà hót. Tiếng hót nghe rất cảm động. Vua nghe nó hót vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn hỏi người xung quanh rằng: đó là loài chim gì, sao nó hót nghe cảm động đến thế? Người xung quanh đáp: có một con chim kỳ diệu mới bay tới hót trên mái cung đình. Vua nghe thế sai rất nhiều người đi lùng kiếm nó ở khắp mọi nơi, lùng mãi cuối cùng cũng bắt được. Vua vui mừng không kể xiết, bèn dùng ngọc châu cơ, thủy tinh lưu ly, trân châu, san hô, anh lạc vân vân, rất nhiều châu báu như thế làm lòng cho nó ở. Từ sáng đến tối giữ nó mãi bên mình không chịu lìa xa. Về sau có một con chim khác tên là Mộc Điểu, thấy thế bèn hỏi chim anh vũ rằng: làm sao mà bạn được sung sướng tột cùng như thế? Anh vũ đáp: tôi tình cờ hót chơi giải buồn trên mái cung đình, vua nghe được cho rằng nghe cảm động nên sủng ái tôi như thế. Chim mộc ganh tức nói: tôi có thể hót hay hơn bạn. Lúc vua sắp ngủ trưa, chim mộc bèn bay trước cung đình hót rầm rĩ. Vua giật mình tỉnh giấc, rẫn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh: tiếng gì nghe rùng rợn đến thế? Người xung quanh đáp: đó là con chim mộc đang hót trước cửa. Vua chưa nguôi giận, lập tức ra lệnh bắt nó, giặt lông và đánh cho một trận rồi mới thả về. Chim mộc bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim mộc không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ, mà nói với đồng loại rằng: tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nổi này. Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim mộc tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh vũ. Vị vua thời ấy chính là trưởng giả âm duyệt ngày nay. Chim mộc là Bất Lan Ca Diếp trong quá khứ
đã ganh tị với Chim Anh Vũ nên bị đánh đập đau đớn. Kiếp này cũng lại ganh tức với Phật, cũng lại bị nạn gầy gộc. Chính vì cái tâm ganh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải. A Nan hỏi Đức Phật: Trưởng giả Âm Duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo, và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất? Đức Phật trả lời: Trong đời trước lúc còn trẻ, Âm Duyệt tin phụng Phật pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau được như nguyện. Nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh, đâm ra đam mê tửu sắc, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế, phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, hoa đốm trong không, biến mất trong nháy mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo, rồi mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Lời Phật dạy: Tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng: Dấu ít ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại
sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tay để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi
những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau, bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất,
tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm bốn loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là bốn loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại, hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta, tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta. Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực, than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn
nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phúc họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường, đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng, người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi,
nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn, hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi, thông minh, giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hành nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã. Những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là
hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong 8 món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống cháo mền khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ 8, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phúc báo bằng lòng nhân ái, sẽ chia và giúp đỡ người khác
là cách tuyệt vời để tạo ra phúc báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phúc báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn.